anh nam chin đang làm gì ở đây vậy chủ tịch anh đã tới rồi đó chúng ta lên lầu nha chủ tịch. Ờ, đi. Gia Nam Chiến là ai vậy hả? Làm sao tôi biết được Gia Nam Chiến là ai chứ? Ờ, đúng rồi. Ờ, tới rồi, rồi? rồi tới rồi. Không có gì. Tin được chiếu Tích Minh Tại, TV2.ORG. Nhân viên mới Giang Nam Chin Thư ký trưởng Chủ tịch Chuyện này là sao Đi thôi thư ký trưởng vào Anh Nam Chin thật sự làm tốt lắm Em suýt nữ không nhận ra anh Trong bộ vest đó Em không sao hết Em ăn cũng được và ngủ cũng được nên anh cứ làm việc đi không cần lo cho em nữa Hãy sống cuộc đời của anh Chuyện như vậy thưa chủ tịch Tôi là thư ký trưởng sao Đúng vậy Cậu là thư ký trưởng và cũng là người chăm sóc của tôi Tôi là người chăm sóc Nhưng dù thư ký trưởng là sao vậy Sao tôi có thể làm được chứ Không sao đâu nằm trên Cậu chỉ cần ở bên cạnh giúp tôi Và sắp xếp lịch trình cho tôi thôi làm quen với những điều này là việc cậu phải làm. Không được. Tôi không làm đâu. Những người trong phòng thư ký sẽ nói sao về tôi? Chắc chắn sẽ nói tôi là một thằng nhà quê. Có được chức vụ là nhờ vào mối quan hệ. Giờ tôi không có thư ký. Dạ? Tôi đã đuổi việc họ khi tôi bị bệnh rồi. Không cần thiết có cả văn phòng thư ký cho một chủ tịch chỉ làm việc ba ngày một tuần. Nhưng mà chủ tịch... À... Thư ký trưởng của chủ tịch không gánh giác nhiều trách nhiệm lắm. Cậu chỉ cần làm những việc đang làm Và cậu đang làm rất tốt đó Dạ xin chào Chủ tịch An Cậu đến rồi sao Dạ phải Nhìn sắc mặt của ông hôm nay hồng hào lắm đó Dạ mời Chủ tịch Chủ tịch An xuất hôn Chào cậu Thư ký trưởng Giang Nam Chiên luật sư à sao ông cũng hành xử như vậy à, cậu chỉ cần tiếp tục làm thật tốt công việc của mình là được rồi luật sư hơ cậu đã chuẩn bị tài liệu xong chưa à dạ phải đây nè chủ tịch bây giờ tôi sẽ đi đến văn phòng pháp lý Ừ. dạ dạ con nghe nè chú năm Sinh à bác sĩ nói ngày mai mẹ của con được về rồi à, thật hả chú vậy tốt quá rồi con đã tìm được căn nhà nào cho thuê ngắn hạn chưa vậy con đã tìm được vài chỗ con sẽ gửi tin nhắn cho chú chú hãy đưa mẹ con đi xem và chọn một căn đi nha tiền thuê nhà đều như nhau hết dạ ngày mai cậu hãy nghĩ đi đưa mẹ cậu xuất viện và dẫn mẹ đi ăn một bữa thật ngọt À, vậy có được không chủ tịch Mà tôi đâu phải là một ông sếp độc ác đầu thực cư trưởng vàng <laughs> dạ nếu vậy thì ngày mai tôi sẽ xin nghỉ vào buổi sáng thưa chủ tịch tôi đến đây để gửi bản thiết kế của tôi à chào cô cô để đó đi cô tên gì tôi tên là Trung chinh a ôi rồi cô tới thiệt đó hả chúc tôi may mắn đi chúc cô may mắn nha tôi nói bữa tối cô về sớm ăn nha dân chi tôi sẽ đãi cô mừng tôi chuyển vô nhà mới thật sao nóng lòng quá con đừng có khóc nữa mà đê con đã khóc mấy ngày rồi đó, đừng có như vậy nữa, ăn cơm nha con. Để siêu con là con bé ngoan mà. Gina, ăn cơm nha. mẹ hãy đưa china tới đây cho con đi mẹ. À. con con không thể sống thiếu china được đâu mẹ. À. <laughs> ba ơi, ba hứa là sẽ cưới china về làm vợ cho con mà. thôi bỏ ý định nó đi đây siêu à, giờ ba phải đi đâu tìm china đây được được mà ba ba làm được mà ba nói sẽ làm mọi thứ cho con mà nghe ba nói nè con nếu china kiện chúng ta đăng ký kết hôn khi không có mặt con bé thì cả con và ba đều phải vào tù á ha chúng ta phải biết ơn về ba mẹ con bé ngăn chuyện này lại sao ba có thể mang china về đây được chứ không ừ, biết không biết <laughs> Ôi, trời đất ơi con sẽ đi tìm china <laughs> con đi đâu tìm chứ con không biết là china đang ở đâu mà con con sẽ tới seoul con sẽ đi tìm china về đây luôn o, o, không được đê siêu ơi à, nè, không được con trai con trai à nè, siêu à giám đốc ca ngà anh có nhà không ai vậy chị ngồi đi oh. sao chị dám tới đây nữa vậy tôi nghĩ tôi nên trả lại hợp đồng siêu thị cho anh ừ. trả lại hợp đồng thì giải quyết được hả món nợ tính sao đây khi bà của chin a hồi phục tôi và anh ấy sẽ cố gắng hết sức làm việc để trả tiền cho anh tới chừng nào thì hai người mới có thể trả cho tôi một trăm triệu quân mẹ Gina nghe tôi nói nè bỏ qua món nợ đi chị cũng biết là tôi đã làm nhiều chuyện để china trở thành con dâu của tôi mà tôi còn mua thảo dược mua thịt mua nhân sâm cho ba của china nữa tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào những món quà tặng cho nhà chị hả à, nói thiệt đó tại sao tôi phải tử tế với anh chị chứ tôi làm vậy là muốn con tôi lấy được china vậy chị có biết bây giờ de siêu ra sao hay không nó khóc lóc đòi tôi tìm xin A về đây cho nó Và không chịu ăn uống gì hết trơn kìa Trời ơi là trời Mới có mấy ngày mà nó đã ôm nhom rồi Tôi thật lòng xin lỗi anh giám đốc Kang Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của chị Đi tìm xin A Mang cô bé về đây cho tôi Nó đã đổi số điện thoại Và bỏ trốn mất tiêu rồi Tôi đi tìm nó ở đâu được chứ Vậy thì tôi không còn cách nào khác Tôi sẽ kiện chị và chồng chị Và tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản <laughs> Lừa đảo Chị đã bán mảnh đất đem thế chấp cho tôi mà Như vậy không phải lừa đảo thì gọi là gì chứ Bà Đề Siêu ạ, à, nghe tôi nói Mẹ đã à, tôi không muốn nghe cái gì nữa trơn Nếu mà chị không đem China về đây cho chúng tôi Thì tôi nhất định sẽ bắt hai vợ chồng chị ngồi tù Nhớ cho kỹ đó Giám đốc Càng à Xong rồi Ôi, đúng rồi. Là hôm nay. Ba ơi. Ờ, sung chu hả con? Ba quên hôm nay là ngày vỗ của mẹ con hay sao vậy? Ngày vỗ? Đương nhiên là không quên rồi. Sao ba có thể quên ngày vỗ của mẹ con được chứ? Con sẽ chuẩn bị làm tiệc dỗ cho mẹ và ba nhớ là phải về sớm đó nha ba hôm nay à, ba về nhà được mà phải không? ăn chút trái cây đi anh manh suốt à <laughs> nè nè ba bây giờ ba đang ở cùng với người phụ nữ đó hả? Ừ, con 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 đã nói cái gì vậy? con không thể tin nổi luôn đó ba, ba nói dối con gái của ba là ba đi công tác rồi ba đi với người phụ nữ đó hay sao? À, không phải như vậy đâu con à. à anh đang làm cái gì vậy hả anh manh à sung chua à sung chua à Ờ, là Sung Chu hả Sao vậy Sung Chu nói gì với anh vậy Sung Chu biết chúng ta đang ở cùng nhau sao Ôi trời đất ơi Nói biết chuyện chúng ta ở cùng nhau cũng đâu có sao đâu Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà <laughs> Anh nói vậy cũng đúng Nhưng mà em không muốn chuyện này làm cho Sung Chu bị tổn thương Mắc cười quá đi Con nhỏ đâu phải còn trẻ con nữa Nó sắp 30 tuổi rồi dù là 30 hay 40 tuổi thì vẫn rất khó khăn trong chuyện chấp nhận người khác làm mẹ kế của mình mà. Cho nên em mới lo đó. Xuân Chu ghét em đến như vậy. Em lo là không biết tụi em có thể sống chung với một mái nhà không nữa. Em đừng lo lắng nữa mà. Xuân Chu sẽ lấy giám đốc trôi của tập đoàn Hung Can đó. Khi nó kết hôn rồi, em không cần phải sống chung với nó nữa. À, giám đốc Choi hôm trước gặp em đó sao cậu ấy rất tuyệt vời đó anh à không chỉ tuyệt vời thôi đâu cậu ấy còn là người thừa kế của tập đoàn hung Can Sung à. chu lấy được cậu ấy chính là may mắn đó <laughs> vậy chiều nay chúng ta làm gì hả anh nghe nói chúng ta có thể đạp xe trên đường sắt chiều nay anh đi thử nha anh manh suốt ờ à, chuyện chuyện đó anh nghĩ chúng ta phải về thôi em à sao vậy Sung chu kêu anh về nhà hay sao? À, không, không phải vậy đâu. À, thật ra thì hôm nay là ngày dỗ của mẹ con bé. Ngày dỗ hả? Ôi trời, vậy thì anh mau về nhà đi ha. Anh cứ đi đi. Anh mong là em không buồn. À, trời ơi, có gì đâu mà buồn chứ. Em hiểu chuyện mà anh. Em có thể giúp anh chuẩn bị ngày dỗ hay không? Gì? em định làm sao hả? À. cô gì ơi, tôi cần đồ để nấu canh thịt bò. À. cô cần dùng thịt ức bò đó sao nhiều đây chắc là đủ rồi à cảm ơn cô nhiều lắm không có gì ờ à, cô gì ơi bây giờ tôi nên mua gì để làm món thịt xiên nướng gì hả cô à, dùng loại này nè à À, cảm ơn cô nhiều lắm cảm ơn cô để coi coi làm món bánh xèo cá thì nhớ vợ họ cắt thành từng lát và cô nên hấp cá covina cô có thể mua bánh gạo và bánh cuộn ở khu bán bánh ờ, vậy còn rau thì sao à, cô nên chọn mua salad ớt chuông và dương sĩ nhớ là đừng thêm một ớt hay bột tỏi vào nha đám dỗ thì cô không nên cúng bằng trái đào Tại sao? Những loại trái cây này sẽ xua đuổi dòng hồn đi nên thường không được sử dụng đâu. À. 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 Cô dì ơi! À. Cô cầm đi. Ừ, cái này là sao vậy? Cảm ơn cô vừa rồi đã giúp tôi nha. Đây là rượu Tratun Yubabe, là loại rượu của giáo hoàng đó. Giáo hoàng đã từng sống ở Union của nước Pháp. Phụ nữ thường thích uống loại rượu này Vì vị ngọt của nó giống như đã ăn kẹo vậy đó ừ, à, Cô không cần phải làm như vậy đâu à, Không được đâu Tôi thật sự rất là cảm ơn cô Thật ra thì đây là lần đầu tiên Cho nên là tôi không biết phải làm gì hết Cô có thể mua nguyên liệu nấu ăn ở trên mạng mà Bằng cách đó cô có thể tiết kiệm được thời gian và tiền bạc Tôi muốn tự đi mua để làm đám dỗ cho mẹ của tôi Khi mẹ tôi còn sống ở trên đời Tôi chưa bao giờ xuống bếp nấu cho mẹ tôi ăn hết á À dạ Dù sao cũng cảm ơn chai rượu của cô <laughs> Nếu như cô giúp đỡ người khác như vậy Thì cô cũng sẽ được người khác giúp đỡ lại thôi mà Điều gì đến chắc chắn nó cũng sẽ đến thôi Nếu em giúp đỡ người khác Thì người đó cũng muốn giúp đỡ những người khác nữa mà Tôi có quen với một người Cũng đã từng nói câu này với tôi Ồ Thật vậy hả Có phải là đọc được trong cuốn sách nào không <laughs> vậy tôi xin phép đi trước đây được oh, nhìn cô ấy quen quá mình đã gặp ở đâu rồi ta mẹ nói là ông đã bổ nhiệm tên điều dưỡng thành thư ký trưởng của công ty chúng ta sao đúng vậy Mẹ không hiểu là bây giờ ông của con đang định làm cái gì nữa. Chắc là ông đang muốn quản lý lại nhân viên. Vì bây giờ ông càng ngày càng không có quyền trong công ty. Nhưng tại sao chọn tên điều dưỡng đó mà không chọn người khác? Không có ai làm theo những gì mà ông ấy nói cả. Ngoại trừ luật sư Hơ và tên điều dưỡng đó. Con nói cũng đúng. Cứ mặc kệ đi mẹ. Ông đâu có phòng riêng dành cho thư ký. Thư ký cũng chỉ làm việc giặt thôi. <laughs> À, chào giám đốc Xin chào giám đốc Cho Xảy ra chuyện gì vậy Chủ tịch Anh không thể Làm được gì ngoài việc lựa chọn Nhà cung cấp cho chúng ta có phải không Đó là bởi vì tương lai của hung Cang Nếu các giám đốc Vẫn làm theo những gì đã hứa Thì chủ tịch không thể làm gì được cả Tôi nghĩ Những nhà cung cấp cũ Đã đến gặp chủ tịch Và phàn nàn với ông ấy về chuyện này nếu chủ tịch biết các anh không thay đổi quyết định Thì chủ tịch cũng phải chấp nhận thôi à. Dạ, tới giờ vào họp rồi thưa chủ tịch Chủ tịch ơi à. Chúng ta đang ở đâu vậy Nhân Ngu? Chủ tịch ơi! Ừ, chủ tịch! Con từ Mỹ quay về đây hồi nào? Bà đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn thôi con. Ừ. Chúng ta nên làm gì đây? À, không thể tổ chức cuộc họp khi chủ tịch trong tình trạng này. Chúng ta sẽ nói là chủ tịch đang bị bệnh. Và nói với mọi người hãy quỷ cuộc họp này đi nhưng tôi không nghĩ chủ tịch muốn làm vậy tôi cũng biết là vậy tôi biết chứ nhưng mà chúng ta không thể nào tiến hành cuộc họp như vậy được ông có thể thay mặt chủ tịch nói tóm tắt với mọi người không không được đâu tôi không thể làm được dạ ý ông là sao ừ, tôi chỉ là luật sư của tập đoàn hung Cang một vị luật sư không thể thay mặt chủ tịch truyền đạt ý kiến của chủ tịch được con chắc chắn là làm được mà John gu Dạ. Con sẽ làm được. Con là người hiểu bà đang muốn cái gì nhất. Nên con hãy làm đi. Cậu Nam Chin, cậu định làm gì đây? Tôi nghĩ là... Ông nên quỷ cuộc họp đi. Con không nghe lời bà nói sao dông gu. Su Hi bảo con làm vậy hả? Bây giờ... Con định bỏ rơi bà có phải không? Chủ tịch ơi! tôi nghĩ là cậu nam chin cứ làm vậy đây chính là điều chủ tịch mong muốn tôi biết là chuyện này quan trọng với chủ tịch như thế nào mà nhưng tôi không làm được tôi không biết cái gì hết đó. cậu nam chin là trợ lý thư ký của chủ tịch mà dạ căng đảm lên cậu nam chin à cậu cũng biết rõ lý do tại sao chủ tịch lại triệu tập cuộc họp khẩn cấp như vậy mà cậu chỉ cần truyền đạt lại những gì mà chủ tịch mong muốn là được nếu chúng ta để điều này xảy ra những công ty đó có thể bị phá sản hết công nhân và gia đình họ sẽ phải làm sao đây hả nếu như chủ tịch không thể làm gì trong chuyện này thì việc lựa chọn nhà cung cấp mới sẽ không có gì thay đổi cả phải chấp nhận dù có ra sao cũng phải chấp nhận nếu vậy thì tôi sẽ làm thử coi sao chủ tịch từng nói với tôi công việc của tôi chỉ đơn giản là hiểu ý ông ấy làm theo những gì ông ấy muốn đúng vậy đó là tất cả những gì cậu cần phải làm nếu như cậu cảm thấy mình không thể làm được nữa thì cứ ra hiệu cho tôi lúc đó tôi sẽ hủy cuộc họp này ngay lập tức tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức Ờ, thưa chủ tịch À không Ba ơi Ba hứa với con một điều Tới khi buổi họp kết thúc nha Hứa cái gì? Ba nhớ là đừng nói gì Trong suốt buổi họp nha ba Ba chỉ cần ngồi một chỗ thôi Ừ, được rồi Sau đó chúng ta sẽ đi ăn với nhau <laughs> Dạ ừ. tuyển chọn nhà cung cấp tôi là thư ký trưởng của chủ tịch tôi tên là giang nam chin khoảng một tiếng trước buổi họp chủ tịch đột nhiên là lên cơn đau tôi đã muốn quỷ cuộc họp ngày hôm nay và đưa chủ tịch vào bệnh viện ngay nhưng chủ tịch lại không muốn làm như vậy tôi sẽ nói no vắn tắt những gì mà chủ tịch đang muốn làm và tổ chức cuộc bầu chọn ngay lập tức chắc cậu nghĩ với chức vụ đó thì cậu có thể trở thành người khác sao làm sao chúng tôi biết những gì cậu nam chi nói là những gì chủ tịch muốn nói chứ đây là tất cả những gì mà chủ tịch đã chuẩn bị sẵn từ trước luật sư chung san cũng đã xem qua cái này và đồng ý đó là ý kiến của chủ tịch tôi chỉ đọc những gì ở trong đó thôi chủ tịch đã làm một bản phân tích về các nhà cung cấp được chọn trong thời gian gần đây và nhận ra có một vài vấn đề trong chuyện này những nhà cung cấp được lựa chọn gần đây dồn một khoản đầu tư khổng lồ vào thương hiệu mới của hung can xin tất cả mọi người hãy nhìn lên màn hình đây chính là những khoản đầu tư mà nhà cung cấp mới đã đầu tư cho chúng ta việc họ đầu tư sẽ làm cho công ty chúng ta tăng thêm lãi suất vấn đề ở đây là gì hả không phải mục tiêu của chúng ta là để đạt được lợi nhuận sao? Vậy sao nhận được một khoản đầu tư lại có vấn đề chứ? Họ chi ra một khoản tiền lớn để đầu tư. Vậy thì các công ty đó sẽ lấy tiền từ đâu để đầu tư cho chúng ta đây? Họ sẽ giảm bớt chi phí sản xuất hay sử dụng vật liệu không chất lượng để bù vào khoản tiền đem đi đầu tư. Điều này Chắc chắn là sẽ đem lại hiệu ứng ngược, làm giảm chất lượng sản phẩm. Cậu có thể là cậu đang nghĩ thái quá không? Chúng tôi nắm được bằng chứng về việc đút lót các thành viên ban quản trị để được chọn làm nhà cung cấp. Mọi người nghĩ sao về chuyện này? Nếu như công ty mà các ông chọn trở thành nhà cung cấp thì những thành viên hội đồng đã nhận tiền đút lót sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhận tiền hối lộ. Hùng uh, um. <laughs> Cang là tập đoàn luôn đặt con người lên hàng đầu, cốt lõi của tập đoàn chính là niềm tin. Trong hơn 20 năm qua, những nhà cung cấp cũ của chúng ta đã cố gắng tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt cho tập đoàn. Chúng ta không thể để cho họ phá sản như vậy. Tôi tin rằng đây là đạo đức thực sự trong kinh doanh trên thương trường. <laughs> Hơn một nửa thành viên ban quản trị cũng đã bầu cử xong rồi Việc lựa chọn những nhà cung cấp mới đã bị hủy bỏ theo quy định bầu cử Giọng ừ. gu à Bà đau bụng quá Chúng ta đi ăn đi con chúng tôi sẽ đưa chủ tịch anh về nhà anh hãy mau chuẩn bị xe đi để con đẩy ba đi nha <laughs> hình như ông con đang hành xử kỳ lạ phải không sao vậy mẹ ông ấy gọi tên điều dưỡng đó là don kiêu chắc là mẹ đã nghe nhầm rồi đó không đâu mẹ nghe rõ ràng ông ấy kêu vậy mà con nghĩ là mẹ đã nhạy cảm với kết quả buổi họp thôi mẹ nên về nhà nghỉ ngơi đi đúng vậy Chắc là mẹ đã nhạy cảm quá rồi. Nè Siu. Đem các tài liệu của ông con tới đây. Mẹ muốn xem ông ấy biết bao nhiêu về kế hoạch của chúng ta. Dạ. sao vậy con gì vậy sự đáp trả sự sụt giảm trong chất lượng sản phẩm Cái đặt đây? con người lên hàng đầu ghi vậy thôi sao anh ta là ai vậy ông thay đổi kết cục bằng ba dòng chữ sao <laughs> từ giờ Ông ấy sẽ thường xuyên có biểu hiện của chứng đản trí Vì quan trọng là để ông ấy sống theo những gì đã sắp xếp Và cố gắng làm cho ông ấy cảm thấy thoải mái Dạ bác sĩ Khi ông ấy hành xử kỳ lạ khác với thường ngày Thì hãy bình tĩnh và đối xử nhẹ nhàng với ông ấy Không được làm cho ông ấy cảm thấy bị áp lực chủ tịch ơi chủ tịch anh à chủ tịch mấy người ồn ào quá đó thế nào rồi cuộc họp hội đồng quản trị như thế nào rồi nam chin đã thành công rồi thưa chủ tịch nam chin làm sao à, dạ tình trạng của chủ tịch đột nhiên tệ đi cho nên nam chin đã thay mặt chủ tịch nói ra hết ý kiến thông qua bầu cử đã hủy bỏ việc lựa chọn nhà cung cấp mới họ nói là bất cứ ai cũng có sở trường riêng nam Chiên đã làm được sao à ơi, chân tay tôi run hết nói thiệt là tôi lo lắm đó thưa chủ tịch <laughs> nam Chiên rất giỏi trong việc nói chuyện trước đám đông cậu ấy có quy quyền không cưỡng lại được và thu hút mọi người ờ à không có đâu luật sư nói quá rồi tôi chỉ đơn giản là truyền lại thông điệp mà chủ tịch muốn nói với ban quản trị thôi à, <laughs> tôi thấy khắc nước quá cậu phát trả cha sơn cho tôi đi dạ chủ tịch tôi đã theo dõi sát nam chinh và nó đã vượt qua hơn cả sự mong đợi của tôi dạ cậu ấy vượt qua cả mong đợi của tôi nữa tôi sẽ thay đổi gì chút của tôi cậu chuẩn bị đi à, để mình xem nào sếp theo thứ tự các loại trái cây cá phía đông thịt phía tây à mình làm đúng rồi à, xong hết rồi làm tốt lắm à ba đó hả ba mua rượu gạo phải không ba à. sao lại dám tới đây chứ chị là ai mà dám giác mặt tới đây hả oh. À, anh rút à. à Thật ra Sung Chu à Cô ấy muốn giúp con chuẩn bị buổi tiệc dỗ của mẹ con Chị ta giúp con chuẩn bị tiệc hay sao Bà mau đưa chị ta ra khỏi đây ngay đi Con nói là bà đưa chị ta ra khỏi đây ngay đi Sung Chu à Đây là ngày vỗ của mẹ Mẹ đang ở đó nhìn chúng ta kìa ba Sao ba có thể đưa chị ta về nhà chứ con hãy bình tĩnh và nghe ba nói đi làm sao mà con có thể bình tĩnh được hả ba không thể làm như vậy đâu ba ạ sau khi con đi lấy chồng thì dân siêu cũng sẽ làm tiệc dỗ mà con ba nói cái gì vậy hả con suy nghĩ kỹ lại mà coi sau khi con kết hôn thì ai làm tiệc dỗ của mẹ con đi cô ấy và ba sẽ là những người làm đó vậy nên cô ấy muốn tới đây chào mẹ con trước đây cũng là quyết định khó khăn mà con nếu như ba không muốn làm tiệc dỗ của mẹ thì con sẽ làm hết mọi chuyện con sẽ không bao giờ để cho người phụ nữ như cô ta làm tiệc dỗ cho mẹ con đâu ờ, người phụ nữ như tôi sao Xuân chu sao cô lại nói tôi như vậy hả không nghe thấy là tôi nói cô đi hay sao con gái à con vẫn cư xử vậy sao con sẽ làm canh thịt bò ba thay đồ rồi ra đây đi <laughs> À, à, để tôi làm cho xuân chưa à, bỏ cái tay ra bỏ ra nóng quá nóng quá nóng quá ôi trời, ôi trời ôi trời ôi trời em không anh sao chứ xuống. em có bị bỏng nặng không hả hả anh mang xuống nóng quá em chỉ muốn giúp xuân chua một ơi. tay thôi mà nè hả xuân chua con làm như vậy mới vừa lòng hay sao không được để như vậy đâu anh đưa em khám bác sĩ nha đi đi nào, nhanh lên em, đi thôi, à, cẩn thận, à, cẩn thận, cẩn thận, ôi trời ơi. mẹ ơi chắc là hôm nay mẹ giận lắm phải không mẹ mẹ đừng có suy nghĩ về chuyện đó nữa mẹ hãy ăn nhiều vào đi con đã làm tất cả những món này đó mẹ thấy sao có ngon không mẹ khi nào xong rồi thì mẹ hãy đi và đừng quay đầu nhìn lại nếu được không mẹ đừng lo lắng cho con và ba nữa nha mẹ họ đã trả hết viện phí cho thím rồi thật vậy á hả đương nhiên là thật rồi chủ tịch công ty lớn như vậy sẽ không nói dối đâu à, nếu nhận lòng tốt của người ta thì sẽ khiến tôi mắc nợ đó tôi ghét nợ người ta vì sẽ làm tôi không thoải mái ôi nam chinh gửi à. cho tôi mấy căn nhà thuê ngắn hạn thím có muốn coi không thật hả à, để coi để coi coi đây nè căn đầu tiên tốt hơn á nếu muốn nấu ăn thì phải cần cái nhà bếp thiệt là lớn ơi chừng của thím như vậy mà còn nghĩ tới chuyện nấu ăn sao chứ không lẽ ra ngoài ăn ngại ba bữa rồi ai trả tiền đây tôi sẽ trả hết tiền đồ ăn cho thím mà ôi trời ơi chú làm gì còn tiền nữa chứ chung mới trúng số hả ông à, luật sư của hung can nè đã trả trước cho bệnh viện một số tiền lớn cho chúng ta rồi ờ à, tôi sẽ trả tiền thức ăn thức ăn cũng đâu có tốn bao nhiêu tiền đâu mà thím thiệt rồi. Nếu chú có tiền á, thì trả tiền nhà cho tôi đi Lúc có tiền chú chỉ nghĩ tới việc xài thôi à. Chú đâu có bao giờ để dành được nhiều đâu mà nói Tiếng chứ Tiền à, Cho tôi hỏi Phòng cấp cứu ở chỗ nào vậy? Ở à, 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 đằng kia à, Cảm ơn anh Đi thôi dần siêu à, à Cẩn thận đó <laughs> em ơi à, Có cần anh cổng em không vậy? Em không sao, em tự đi à. được mà à, Có đau lắm hay không? Em chờ một chút nha Tay vừa nhất. Vừa rác đó anh à. Và đau nữa Lỡ cái này Để lại sẹo thì phải làm sao đi anh Em đừng có lo lắng mà Anh sẽ tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất Hàn Quốc Để xóa vết sẹo này cho em mà Anh hứa nha Ờ Hứa Mà đi đi Ấy trời ơi, bị đau ở tai có chút xíu mà làm thấy ghê luôn mà. Ôi ờ, trời, nếu được sống với một cô gái xinh đẹp vậy, thì anh ta đối xử như vậy cũng đúng. Nhàn sắc không tồn tại mãi, già dạ, rồi cô ta cũng xấu thôi. Hình như cô ta trẻ hơn anh ta 20 tuổi ạ. À. anh ta thiệt là may mắn quá trời quá đất. Chắc là anh ta giàu có lắm, ghen tị quá. Các ông đã nhận hối lộ, Tại sao các ông dám phá hủy tất cả mọi thứ hả? Các ông nghĩ tôi còn trẻ nên dễ dụ sao? Nếu sau này tôi tiếp quản công ty thì các ông nghĩ tôi sẽ làm theo ý các ông có phải vậy không? Sung Chu phim được chiếu tiết minh tại tv2.org Nghe đây Tôi là Han Sung Chu đây Ờ à, Cô Sung Chu Tôi đang làm Anh nói là anh sẽ ngăn cản việc đó Sao Anh nói là anh sẽ ngăn cản ba tôi Cưới người phụ nữ đó phải không Cô Sung Chu Cô đang khóc có phải không Đã xảy ra chuyện gì vậy